một con thuyền nhông các bạn đã phải đưa tay đầu hàng trước cái cú tát của một con ngựa trời các bạn. Ngựa trời coi nhỏ nhưng mà nó săn mồi rất là ghê các bạn thấy không? Nó tát một cái là con kỳ nhông lơ láo liền, và để nó bắt thôi không giải quyết.